Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn văn lớp 10 kỳ 2 được soạn theo chuẩn công văn 5512. Bản giáo án này do nhóm các thầy cô trên tech 12 giờ thực hiện. Như trên màn hình thì chúng ta có thể thấy đây là bài soạn của bài Phú sông Bạch Đằng tiết 1. Nhìn vào giáo án thì chúng ta có thể biết là có các phần như là phần 1 lớn, mục tiêu thì sẽ có phần kiến thức, năng lực, phẩm chất. Phần 2 lớn là thiết bị dạy học và học liệu. Phần 3 lớn là tiến trình dạy học. Sẽ có những hoạt động như là hoạt động khởi động. Hoạt động B là hoạt động hình thành kiến thức. Và kết thúc hoạt động B, hoạt động hình thành kiến thức, thì chúng ta sẽ có hoạt động C là hoạt động luyện tập. Hoạt động luyện tập. Và phần D nữa là hoạt động vận dụng. Thì tất cả những cái phần này thì đều được soạn chuẩn theo công văn 5512. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thứ hai, đấy là bài Đại cáo Bình Ngô. Và như bài 1, như bài đầu tiên chúng ta quan sát thì bài Đại cáo Bình Ngô này cũng sẽ có những cái phần như phần 1 lớn là mục tiêu, cũng sẽ có 3 phần nhỏ. Phần 2 lớn là thiết bị dạy học và học liệu. Phần 3 lớn là tiến trình dạy học, thì cũng sẽ có những cái hoạt động như là hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức mới. Và trong hoạt động hình thành kiến thức mới này thì sẽ có những cái bước như là bước 1 chuyển sang nhiệm vụ học tập. Bước 2 là thực hiện nhiệm vụ. Bước 3 là báo cáo kết quả và thảo luận. Bước 4 là nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đó, đối với những phần và những hoạt động thì sẽ có 4 bước như trên. Chúng ta có thể xem một bài bất kỳ nữa để thầy cô biết được là tất cả các bài trong giáo án mà nhóm thầy cô tech 12 giờ thực hiện thì đều soạn theo chuẩn công văn 5512. Thì tech 12 giờ sẽ kéo xuống một bài bất kỳ để thầy cô tiện theo dõi. Bài Chí khí anh hùng thì cũng sẽ đầy đủ như là hai bài vừa rồi. Một lớn, hai lớn, ba lớn và bốn hoạt động: khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng. Như vậy thì thầy cô cũng đã thấy tất cả các bài học trong chương trình thì đều được soạn theo chuẩn công văn 5512 một cách chi tiết. Và để tải giáo án này thì thầy cô vui lòng xem hướng dẫn ở bên dưới. Và cảm ơn thầy cô đã theo dõi video của Tech 12 giờ.